Thượng Hải, Trung Quốc. Cho mấy người biết thế nào là đại thần. Sao mấy em gái bây giờ em nào cũng như nhau thế? Mấy em trong game em nào cũng như minh tinh. Cái thế giới này thật là... Chú thì có bạn gái rồi, còn anh thì chẳng ế bền bỉ. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Đại thần, điện thoại của em bị một tên mặc áo sọc ngang trắng xanh trộm mất rồi. Xin hãy giúp em. Áo sọc ngang trắng xanh, mũ lưỡi trai màu đen. Có một thần đồng toán học từng nói, khoái cảm mà toán học mang đến vượt xa bất cứ khoái cảm nào khác. Thật ra hacker cũng như thế. Tóm được mục tiêu, tìm ra được lỗ hở, điều khiển thế giới ở phía sau màn hình chi tính. Cái cảm giác sung sướng này khó mà diễn tả bằng lời. Nhưng anh không phải hacker gì cả, càng không muốn giải cứu thế giới. Bởi vì anh có cả đống thời gian, cho nên anh chỉ làm những việc mà người khác thấy là vô trị, nhưng bản thân cho là quan trọng. Không có gì phải sợ, rồi sẽ có người hiểu anh thôi. Khoanh chùng. Móc túi kìa, bắt lại. Sếp, tôi đã gửi báo cáo tài chính cuối năm cho các chủ sòng bạc. Năm nay họ kiếm được không tồi. Đã đến lúc bàn lại phí dịch vụ của chúng ta. Dân. Chào các anh. Dịch vụ đánh bạc online của chúng ta năm nay làm ăn rất tốt. Với tình hình này, tôi đoán là các anh sẽ không phiền nếu tôi tăng phí dịch vụ lên 10%. Chào Zeus. Ngựa chàng.
Chờ Zeus, tôi mong là ông không phiền tôi tiếp quản nơi này. Chào các chị. Phí dịch vụ sẽ tăng lên. Bây giờ là 50%. Cái gì? 50%? Dớ dẫn, đồ khốn. Cút đi. Chết tiệt. Trả lại tiền cho tao. Ôi chúa ơi. Cái gì vậy? Chuyện quá gì đã xảy ra? Được, được, không thành vấn đề. Đi chết đi. Lát nữa đến Kuala Lumpur rồi, em muốn đi đâu ăn mừng? Chắc chắn là phải đến chỗ cũ rồi. Như vậy mới đúng điệu, phải không? Uống champagne, ăn quán bình dân. Chỉ có em mới cực đoan như vậy. Như thế gọi là tích cực. Kuala Lumpur, Malaysia. Anh Kiều Phi, ông chủ rất hài lòng với hành động lần này. Ngày ấy rất nóng lòng được gặp anh. Mời bên này. Ngài Mori. Bây giờ sòng bạc ngầm đã được xử lý, tôi muốn chúng ta mở rộng việc rửa tiền và thị trường chợ đen đồng điện tử. Thị trường chợ đen quá dễ dàng với cậu. Tôi có việc thú vị và tầm cỡ hơn giao cho cậu đây. Tôi muốn cậu tấn công hệ điều hành Oasis, hệ thống mới của vaccine Innu. Việc này gần như là không thể. Mỗi một người, một việc đều có điểm yếu của nó. Tôi tin rằng cậu sẽ tìm ra được. Nhớ kỹ, thời gian là mấu chốt. Để hoàn thành nhiệm vụ có độ khó cao như vậy, tôi cần thêm một cộng sự đặc biệt. Nam, nữ, già, trẻ, ma quỷ, linh hồn. Mỗi một mặt nạ có một linh hồn độc nhất. Hãy chọn một cái thu hút cậu. Mặt nạ quỷ, nó có nghĩa rằng con người thực của cậu là cái bóng. Nó hoàn toàn hợp với cậu. Mọi người đều đeo mặt nạ trên mạng Internet. Mặt nạ của hacker luôn là quỷ. Họ ở khắp nơi. Họ là ninja điện tử trong thế giới mạng. Đây chính là định mệnh của cậu. Còn ngài sẽ chọn cái nào? Tôi chỉ là người vẽ mặt nạ. Hãy tìm một người có thể tin tưởng. Tất nhiên, cậu sẽ phải đưa người đó đến gặp tôi.
Quy tắc cũ, thời gian càng gấp, thù lao càng cao. Nhiệm vụ lần này chúng tôi sẽ lấy gấp đôi. Không giảm giá cho bạn cũ sao? Chỉ sợ là anh không còn mạng để mà tiêu. Mạng của anh ấy không cần cô quan tâm. Chúng ta lại nhận một vụ lớn. Xong vụ này rồi, anh nhất định phải đền cho em một chuyến du lịch. Nhớ đấy nhé, là bắt buộc. Anh sẽ cho em tận hưởng thật đã. Không đói thật sao? Anh uống nước là được rồi. Anh biết nên chọn ai rồi. Nói ra thì trong giới hacker, anh chỉ từng bại trước một người. Trong trận đấu cuối hồi đại học, anh đã đứng nhất một cách dễ dàng. Cũng do anh quá tự mãn, vừa lơ là liền bị một tên nhảy vào cướp thời cơ tốt. Đó là lần duy nhất anh thất thủ. Đúng vậy, thuyền trưởng cướp biển chính là hắn. Tính tiền đi ông chủ. Thượng Hải, Trung Quốc. Ôi trời, cô em này đang nhìn mình sao? Không đúng, người ta nhìn mấy chai sữa. Không đúng, cô ấy lại nhìn mình nữa rồi. Chẳng là nhìn sữa. Lạ thật, mua sữa thôi có cần nhìn lâu vậy không? Chào cô. Xin lỗi, không quẹt được. Sao lại vậy chứ? Cô có tiền mặt không? Xin lỗi, tôi không lấy nữa. Hay là tính chung với tôi đi. Lát nữa trả lại tôi là được. Cảm ơn nhé. Lạ thật, lúc sáng còn quẹt được mà. Có khi nào điện thoại của cô bị hack rồi không? Không thể nào. Cho tôi xem chút được không? Cô thử lại đi. Được rồi này. Anh giỏi thật đấy. Thánh công nghệ. Chúng ta kết bạn trên WeChat nhé. Được, để tôi kết bạn với cô. Hôm nay cảm ơn anh. Chuyện nhỏ thôi. Sau này điện thoại của cô có vấn đề gì cứ gọi cho tôi. Chào. Chào. Hệ điều hành an toàn nhất châu Á hiện nay, OSIS Global, gần đây đã bắt tay hợp tác với hệ thống giao thông công cộng của Malaysia, trở thành hệ điều hành duy nhất được sử dụng trong hàng không, đường bộ, đường sắt. Đồng thời, phiên bản nâng cấp OSIS 2.0 sẽ sớm được ra mắt. CEO Park Shin-in của OSIS sẽ mở cuộc họp báo trong vài ngày tới, chính thức ra mắt hệ điều hành này tại Kuala Lumpur. Chứ
Hôm nay anh gặp được một cô bé cực kỳ dễ thương, giống như là đi ra từ trong máy vi tính vậy. Thái độ của chú là sao? Anh chú cũng không còn nhỏ nữa. Chỉ là vô danh tiểu tốt, anh có cần phải theo dõi 24/24 không? Đây là gì? Nhìn thì có vẻ là một cặp nhẫn bình thường, nhưng thực ra rất có ích cho công việc của chúng ta. Hey! Tôi đi nhé. Ừ. Lý Hạo Minh. Là cậu thật sao? Lâu rồi mới gặp đấy. Bạn học cũ. Chú là ai? Bạn học tôi đâu có già như vậy. Bạn học cũ thì tất nhiên phải già rồi. Bạn học cũ gì mà? Rốt cuộc chú là ai vậy? Sao chú biết tên của tôi? Tôi còn biết biệt danh của cậu trên mạng là thuyền trưởng cướp biển. 13 tuổi đó là lập trình viên hàng đầu. Chú nhận nhầm người rồi, tôi đang bận. Cậu đứng lại cho tôi. Chú làm gì vậy? Tôi là cảnh sát. Tôi tìm được cậu thông qua cảnh sát Thượng Hải. Giấy phép. Đây. Cục An toàn Thông tin Hồng Kông, giám đốc Chu Chính Nguyên. Giấy phép giả ở Trung Quốc đầy ra, ai mà tin. Cậu còn nhớ ngựa vàng trong cuộc thi hacker năm xưa không? Ngựa vàng. Mấy năm nay không ai nhắc đến anh ta. Anh đã quên hắn luôn rồi. Tuy chưa từng gặp tên bại tướng này, nhưng anh có ấn tượng rất sâu về hắn. Còn nhớ cuộc thi năm đó, anh cứ tưởng một tiếng là thắng rồi. Nào ngờ con ngựa chằn đó lại khó đối phó đến vậy. Thà chết chứ không đầu hàng. Bọn anh đấu với nhau suốt 12 tiếng đồng hồ. Có biết cảm giác như thế nào không? Não anh thiếu oxy, ngón tay thì sắp đứt rồi. Cuối cùng cũng hạ được con ngựa đó. Tất nhiên, thắng thua thì anh cũng gục. Thuyền trưởng cướp biển đầy nhiệt huyết năm xưa, chờ suốt ngày chôn thân ở nhà. Thật đáng tiếc. Tôi ở nhà thì có sao? Ở nhà phạm pháp sao? Tất nhiên không phạm pháp. Nhưng ngựa chằn thì phạm pháp rồi. Hiện giờ hắn ta làm việc cho tổ chức tội phạm quốc tế. Mấy ngày trước đã gây sóng gió ở Hồng Kông. Vậy thì sao? Có liên quan gì tới tôi chứ? Chúng tôi nhận được tình báo hắn đã đến Thượng Hải để tìm cậu hợp tác. Tìm tôi? Cảnh sát các người nên bắt hắn bảo vệ tôi mới đúng.
Con ngựa chàng này vô cùng tinh ranh xảo quyệt. Tôi đã theo dõi hắn hơn một năm nay, chẳng tìm được chứng cứ gì. Lần này hắn một mực chọn cậu. Chúng tôi chỉ có thể tương kế tự kế. Đừng, tôi không được. Tôi còn trẻ như thế này, lại mắc bệnh tim, cao huyết áp, thận yếu, nội tiết thất thường, sợ độ cao. Gần đây cái chân này của tôi, cậu nghĩ tôi ngốc chắc? Dễ bị gạt vậy sao? Chú xem, đến nói dối tôi còn không biết. Chú hãy tìm cao nhân khác, cáo từ tại đây, tạm biệt. Hắn chắc chắn sẽ đến tìm cậu. Cậu tránh không khỏi đâu. Chỉ là làm nội gián thôi mà. Nghĩ thông rồi thì gọi cho tôi. Đồ già biến thái. Chuyện gì thế này? Mình mà sợ bị theo dõi ư? Xin chào thuyền trưởng hải tặc. Chết tiệt thật, cả ngày nay không được yên. Có một chuyện muốn nhờ anh giúp. Anh là ai? Tôi không quen anh. Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. Chết tiệt, hắn ở khắp nơi. Xác định vị trí của Hạo Minh. Lời ông cảnh sát đó nói là thật. Lẽ nào mình đang gặp nguy hiểm sao? Một công dân vừa có đạo đức lại tốt bụng như mình, sao lại gặp xui xẻo như vậy chứ? Lý Hạo Minh, chúng tôi sẽ bí mật tiến hành huấn luyện chuyên nghiệp với cậu. Ngựa chàng tên thật là Kiều Phi. Năm xưa khi đầu vào đại học Oxford đã là một hacker hàng đầu, sau đó ẩn cư tại châu Âu. Có một thời gian còn làm lính đánh thuê. Tuy thù lao của hắn cực kỳ cao, nhưng ngựa chàng vẫn luôn là lựa chọn số một của các tổ chức tội phạm. Gặp phải loại người như Kiều Phi, lần này tôi tiêu thật rồi. Anh Hạo Minh, hôm nay anh rảnh không? Để cảm ơn anh đã giúp đỡ. Em mời anh ăn cơm nhé. Điện thoại của mình bị hỏng rồi sao? Không thể nào. Làm sao mà hỏng được? Năm sáu cái ứng dụng bói toán đều nói là gần đây anh có trận đào qua. Vậy sao em gái đó lại lơ anh? Trận đào qua mà không thấy gái đâu, lại bị một ông cảnh sát già Hồng Kông ngày ngày làm phiền. Anh phải làm sao đây chứ? Có phải là anh tự mình đa tình không? Nhưng em gái đó có vẻ là thích anh mà. Chắc chắn là điện thoại quấy hỏng rồi. Tô Nghi, tiền sử không rõ ràng. Nghe đồn là một cô nhi bị bắt giữ trong số những người trực biên. Mấy năm trước quen được Kiều Phi trong một hoạt động phi pháp. Đây là người yêu của hắn, có nhiều kinh nghiệm phạm tội. Em đang ở đâu? Anh đi tìm em.
Có thể để anh xem điện thoại của em một lát không? Cuối cùng cũng đã gặp mặt. Thuyền trưởng hải tặc. Anh là... Ngồi đi. PayPay là ứng dụng thanh toán qua mạng rất thịnh hành. Cho anh thời gian một phút. Giúp tôi hạ nó. Một phút? Anh đang đùa với tôi sao? Ai rảnh mà đùa với anh? Được, tôi sẽ thử. Nó có tiêu chuẩn AES 256 bit. Hệ thống bảo mật 30 giây. Anh là hacker, anh biết mà. Một mình tôi không thể làm xong. Tường lửa của nó rất phức tạp. Anh chơi thật sao? 20 giây. Được rồi, tôi thử lại. Nó có một đội chuyên gia chống hacker 24/24. Trừ phi một mình anh vào, sau đó một người khác cũng vào theo. 10 giây, bắn chết tôi cũng vô dụng. 5, tôi thực sự không có cách. 4, tôi không thể làm xong. 3, 2, bắn đi, bắn đi. Vậy nên, cần cả hai chúng ta mới có thể xâm nhập vào, đúng chứ? Hoan nghênh gia nhập. Lưu Khôn, ông chủ của PayPay, hoàn toàn tin tưởng đội chuyên gia chống hacker người Israel của mình. Đội chuyên gia này làm việc trong phòng bảo vệ hệ thống khép kín, mỗi ngày thay phiên nhau trực 24 tiếng đồng hồ. Ba người một nhóm, cứ cách 4 tiếng thì nhóm này sẽ thay thế nhóm kia. Khi vào làm, phải thông qua kiểm tra chân tay và xác nhận giác mạc thì mới có thể vào được hệ thống. Đây cũng chính là lúc họ dậy mắt sơ hở. Kế hoạch của chúng ta cũng sẽ bắt đầu tại đây. Xin chào, đồ ăn đây. Sao cô ta lại ở đây? Hình như là bánh quy. Ngon quá. Cảm ơn. Tạm biệt. Tạm biệt. Tôi thích bánh quy. Ngon thật. Tuyệt vời. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì vậy? Tránh ra. Được rồi, nhanh lên. Các anh làm gì vậy? Quay lại đây. Quay lại. Trông chào cậu. Hãy chuyển 1 triệu euro vào ngân hàng Thụy Sĩ. Khi tiền được chuyển vào, hệ thống PayPay sẽ tự động khôi phục. Tận hưởng nhé. Sắp xếp chuyển tiền. Hai người cũng thật là ăn ý.
Chuyện đó là đương nhiên. Chúng tôi đã ở bên nhau bao nhiêu năm nay, chắc chắn là ăn ý hơn với anh nhiều. Anh ta nghĩ nhiều rồi. Em đi nói chuyện với anh ta đi. Tôi không biết uống rượu. Thử chút vậy. Mùi vị cũng ngon đấy. Thảo nào các người thích uống rượu đến vậy. Đúng là đồ tốt. Cẩn thận, sau khi tỉnh rượu chưa chắc sẽ dễ chịu đâu. Vậy thì không tỉnh lại nữa. Cạn ly. Hãy tận hưởng đêm nay. Tô Nghi đi đâu vậy? Khi cậu được sống lại, hãy nghĩ kỹ xem bản thân đã làm sai điều gì. Đừng. Thứ quái quỷ gì vậy? Kiểm tra hoàn tất. Kiểm tra giấc mơ là phát minh của chuyên gia người Mỹ. Chương trình mô tả tâm lý hành vi. Chúng tôi chuyển giấc mơ được thiết kế sẵn thành sóng điện cho vào não cậu. Chúng tôi muốn nhanh chóng biết được khuyết điểm tính cách và nỗi sợ hãi bên trong cậu thông qua phân tích não bộ của cậu, cũng như hướng phát triển tình cảm có thể xảy ra trong tương lai. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là huấn luyện khả năng chịu áp lực tinh thần của cậu nhanh nhất có thể. Tôi thấy là mấy người muốn chơi cho tôi chết. Trong giấc mơ, cảm xúc của cậu vô cùng mâu thuẫn. Sóng điện trong hệ truyền điều khiển cảm xúc của cậu hoạt động quá mức mạnh mẽ. Nghĩa là cậu không chỉ có tình cảm với Tô Nghi, mà còn có tình cảm với Kiều Phi. Xin lỗi. Chúng tôi cải tạo nó thành thiết bị Bluetooth tiện dụng. Cậu chỉ cần mở nó lên thì có thể gửi email cho tôi. Yên tâm, tôi ở Hồng Kông sẽ âm thầm bảo vệ cậu. Còn nữa, chuyện xảy ra sau này không còn là trong mơ nữa. Tuyệt đối đừng tin lời người xấu đấy. Bây giờ anh đâu phải ở trong game, đúng không? Xem ra không phải đang nằm mơ rồi. Nếu ở trong game thì sẽ không phải chết. Nhưng bây giờ là làm thật. Nếu bây giờ anh bỏ trốn, có phải rất không anh hùng không? Anh Hạo Minh, anh có rảnh ra gặp em không? Được thôi, em đang ở đâu? Em à, tất nhiên là đang ở nhà. Đâu có đúng. Ý tôi là ở nhà của anh. Đây mà cũng là nhà sao? Như là ổ chuột vậy.
Tỉnh rồi à? Anh là ai? Tôi là Ngựa Chằn. Trước đây ta đã gặp nhau trong cuộc thi hacker. Tôi là bại tướng dưới tay anh. Ngựa Chằn, ông trời cho anh lá bài tốt như vậy là để anh thắng thế giới này một ván. Là ý gì? Nói thẳng ra đi. Tôi muốn anh hợp tác cùng tôi. Hợp tác làm gì? Đến lúc đó anh sẽ biết. Nếu tôi không muốn thì sao? Vậy thì chờ anh có thể xuống xe. Sao tay chị mà nặng thế? Chúng ta đi đâu vậy? Kuala Lumpur. Không phải Hồng Kông sao? À không, ý tôi là anh không phải người Hồng Kông sao? Thay đồ đi. Tôi không có hộ chiếu. Đều ở trong đó cả, tự xem đi. Đâu có giống tôi đâu. Tôi nói này. Điện thoại. Cái gì? Điện thoại. Để làm gì? Bắt đầu từ bây giờ, không được tiết lộ bất cứ điều gì với người ngoài. Điện thoại của tôi mà. Khỉ thật. Đây là cộng sự mà anh tuyển chọn kỹ càng sao? Anh ta sống trong thế giới mạng quá lâu rồi, nên chưa thích ứng với cuộc sống thực cho lắm. Chưa thích sự. Xin lỗi, từ nhỏ tôi đã sợ độ cao. Xin lỗi. Chờ ở đây nhé, đừng chạy lung tung. Đảo hải tặc bản tiếng Anh khó tìm lắm đó. Tôi đi xem chút nhé. Cô Mã Lệ, chúng tôi đến rồi. Này nhóc, con muốn biết làm sao qua được bằng này không? Không muốn biết. Nói cho nhóc biết, trò chơi này có vũ khí ẩn giấu. Anh có thể lấy nó cho nhóc. Đưa điện thoại cho anh, đây là bí mật nhé, không được nói cho ai. Anh cảnh sát Chu, là tôi đây. Sao họ lại đưa tôi đến Malaysia chứ? Kuala Lumpur, Kuala Lumpur. Đừng chội, hãy cử hành tung của cậu cho tôi bằng con Luffy. Tôi sẽ liên hệ với cảnh sát địa phương, âm thầm bảo vệ cậu. Nhạt nhẽo.
Đây sẽ là nơi các anh làm gì? Tôi sẽ hỗ trợ các anh 24/24. Ở cái nơi tồi tàn này à? Cần gì các anh cứ nói. Nhưng đừng quên, máy quay cũng sẽ giám sát các anh 24/24. Cứ tận hưởng công việc của mình nhé. Chỉ được dùng vào công việc. Chị, nếu tôi muốn báo bình an với gia đình thì sao? Yên tâm, chúng tôi sẽ bảo vệ anh. Gì vậy? Thuốc chuột. Thuốc chống nôn cho thai phụ. Không có gì. Thật chu đáo. Sao cảm giác nơi này cứ âm u thế nào? Cả người Nhật này cũng không giống kẻ xấu lắm. Cô em pha trà này cũng được quá. Sao đột nhiên mình muốn nôn? Uống ngụm trà cho đỡ trước đã. Ngài Mori, đây là cộng sự mới của tôi, Lý Hạo Minh. Đây là trà sao? Cậu nghĩ tôi sẽ hạ độc sao? Không có. Tôi khẳng định nó không có độc. Lấy cái này lau đi. Không. Ý tôi là cậu lau cho cậu. Cậu ta rất thích hợp. Tôi tin là ngài đã điều tra. Cậu đừng quên, tôi cũng từng là hacker. Hai người sẽ hợp tác rất vui vẻ. Hãy chuẩn bị tốt mọi gì trước khi Oasis 2.0 được ra mắt. Cảnh sát Chu, tôi đã thâm nhập vào nội bộ của tên trùm. Tôi cần chú lập tức chi viện. Tiểu Nghi này, cô lấy đâu ra cái máy này vậy? Ngầu quá. Ai là Tiểu Nghi của anh? Oasis được đặt ở phòng máy chủ, trong máy tính không kết nối mạng. Nhiệm vụ của chúng ta là phá hủy nó trước cuộc họp báo. Không được để bất cứ ai phát giác. Cũng không để bác Shin In có thời gian sửa nó. Chúng ta có thể nhân lúc bác Shin In đi vắng, chả chờ đến ứng tuyển việc làm, trà trộn vào công ty họ là được rồi. Cô thấy sao? Giới trí thông minh của anh, đến nhân viên vệ sinh cũng không lừa được. Cái cô này, đường hầm vào phòng máy chủ được quét trường cực mạnh, có thể làm hỏng bất cứ con chip điện tử nào. Cho nên máy vi tính và đĩa cứng đều không ăn vào được. Bình thường bác Shin In và hai thân tín của anh ta phải nhập mật mã cá nhân ở trước lối vào mới có thể tắt từ trường. Chúng ta hoàn toàn không thể làm được việc này. Chúng ta không thể mang máy vi tính và đĩa cứng vào, cũng không thể tắt từ trường. Vậy phải làm sao? Tôi sẽ mang điện thoại cho Tuyến vào. Anh ở ngoài từ trường, chúng ta sẽ cùng nhau chải mật mã. Sau đó tôi sẽ trực tiếp lập trình lại rồi cài bỏ vào. Làm trực tiếp ư?
Bác Sinh In thường mời các chuyên gia hệ thống máy tính đến kiểm tra hệ thống bảo vệ của mình. Chuyên gia là ai? Khi nào thì đến? Anh ta sẽ đích thân gửi email cho giám đốc an ninh. Đồng thời sẽ gửi một bức thư ủy quyền cho chuyên gia được mời. Trong thư ngoài thời gian mời đến thì còn có chữ ký và dấu chân tay của bác Shin In. Nhân viên bảo an sẽ kiểm tra thật giả bằng máy. Chỉ chạy chữ ký và chân tay đều không thể làm giả. Chúng ta phải thu thập những đoạn phỏng vấn bác Shin In rồi chỉnh sửa chúng. Người nổi tiếng ngày nào cũng được phỏng vấn, chưa chắc đã là chuyện tốt nhỉ. Còn một điểm cần chú ý, chỉ rất khó để cùng lúc nhận và gửi tín hiệu, cho nên chúng ta cần phải chặn tín hiệu điện thoại. Chào. Xin chờ chút, tôi phải gọi cho ngài Park để xác nhận. Tin mới nhận được, chị phải thay sợi cáp quang nên toàn bộ Kuala Lumpur đều bị mất tín hiệu điện thoại tạm thời. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật khi có thêm thông tin. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại với chương trình của tối nay. Ngài Park, tôi là nhân viên an ninh. Xin ngài xác nhận thiệp mời. Phải, tôi đã mời tiến sĩ Lý và tiến sĩ Trần của công ty an ninh mạng đến kiểm tra hệ thống. Tôi rõ rồi. Xin lỗi đã để hai chị chờ lâu. Mời theo cậu ấy. Mời đi lối này. RE66800 GF7832SK. AH678238. Quang Ninh, Quang Ninh, Quang Ninh.
Xin hãy đồng hành giây phút đặc biệt này cùng tôi. Hệ điều hành Oasis đã phục vụ khách hàng nhiều năm qua, mang đến cho khách hàng trải nghiệm an toàn và tin cậy. Nay, chúng tôi đã cải tiến hiệu suất và tính an toàn của nó. Xin giới thiệu với các vị, đây là phiên bản Oasis 2.0. Có người vừa tấn công hệ thống của chúng ta. Chúng ta đã mất toàn bộ dữ liệu. Giờ phải làm sao đây? Hiện nay Oasis đã trở thành hệ điều hành của hệ thống giao thông công cộng như hàng không và đường bộ. Chúng tôi hy vọng ngày càng có nhiều người tận hưởng sự an toàn và tự do này cùng Oasis trong tương lai. Cả hai người im đi. Yên lặng giùm tôi. Câm miệng. Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Hai người lập tức giải quyết việc này. Còn ngay sau đó làm gì? Mau giải quyết đi. Có chuyện gì không ổn sao, anh Park? Anh là ai? Tôi đến để mua Oasis của anh với giá 10 triệu. Anh có biết nó trị giá bao nhiêu tỷ đô không? Có thật là hệ điều hành của anh đã bị tấn công bởi một con bò chặt chảnh? An ninh! Tôi tin là không có nhiều người biết anh đã tấn công ngân hàng Thụy Sĩ, lấy tiền thành lập quỹ kinh doanh đầu tiên của mình ở Seoul. Anh nên biết tin này sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của anh như thế nào với công chúng. Khi quay trở lại ngoài đó, anh sẽ tuyên bố hợp tác cùng ngài Takeshi Mori phát triển hệ thống này. Sau đó mời ngài ấy lên và nói với thế giới rằng ngài ấy sẽ đảm nhận dự án này từ bây giờ. Cảm ơn mọi người. Tôi đã có một quyết định mới đối với hệ điều hành Oasis. Tôi sẽ bán Oasis 2.0. Người chủ mới là một doanh nhân IT nổi tiếng châu Á. Hoan nghênh ngài, Takeshi Mori. Cảm ơn. Oasis sẽ hữu ích hơn trong tay tôi. Tôi không muốn bất cứ ai phí phạm nó. Rất vui được gặp mặt. Thưa các quý bà và quý ông, xin hãy hoan nghênh doanh nhân nổi tiếng châu Á, ngài Takeshi Mori. Cảm ơn chị đã đến. Tôi rất vui chị có mặt ở đây. Hệ thống trước đây đã mang đến cho chúng ta cùng một suy nghĩ, cùng một giấc mơ, cùng một tương lai.
Nay chúng ta nhìn thấy khả năng của sự công bằng và chân chủ trong thời đại Internet mới này. Chúng tôi sẽ sớm hoàn thiện hệ thống mới của mình, và nó sẽ sớm được ra mắt. Tôi tin nó sẽ mang đến nhiều lợi ích không tưởng cho thế giới. Và tôi rất tự hào vì mang nó đến cho các bạn. Cảm ơn. Ngài Mori đang chờ anh. Ngài ở bên kia. Ngài Mori, tôi chỉ là một thư ký điều hành. David Lee là chủ tịch diễn đàn kinh tế châu Âu và chủ tịch tập đoàn công nghệ IT Thụy Sĩ. Sau diễn đàn này, ông ta sẽ lên chuyên cơ để đến tham dự cuộc họp ở Zurich. Sẽ có 250 thỏi vàng được lấy ra từ ngân hàng Thụy Sĩ chi nhánh Kuala Lumpur và được chở đến bằng chiếc chuyên cơ đó. Làm sao ngài biết được chuyện này? Tất cả số vàng đó có thể là của anh. Đây chắc là một trò đùa. Xem điện thoại của anh đi. Tất cả việc anh phải làm là thuyết phục Lý cùng các CEO đó đến dự cuộc họp, và chắc chắn rằng họ sẽ đi trên chiếc chuyên cơ đó cùng nhau. Hãy tận hưởng. Thuyền trưởng hải tặc, tôi đã nắm được tình hình ở Kuala Lumpur qua tin tức trên TV. Tôi đã liên lạc với bạn bè ở câu lạc bộ game online bên đó. Khi cậu cần, tôi sẽ sắp xếp họ đi tìm cậu. Tôi ư? Đồ ăn ở quán này ngon thật đấy. Làm sao hai người biết chỗ này vậy? Chỉ cần đến Kuala Lumpur, chúng tôi sẽ ăn mừng ở đây sau khi xong gì. Tôi nói hai người biết một bí mật. Tôi... sinh nhật vui vẻ. Lúc chúc mừng sinh nhật, hai người có thể có cảm xúc một chút không? Hát chúc mừng cũng được mà. Đây, tặng cho anh. Còn có quà nữa sao? Ôi trời, bản giới hạn. Tôi nghe nói anh rất muốn có nó. Làm sao cô biết thế? Cảm ơn nhé. Chúng ta chụp tấm hình làm kỷ niệm đi. Nào, xác lại nào. Chuẩn bị xong chưa? 1, 2, 3. Nào, cạn ly. Cảm ơn nhé. Chiều hôm nay, Park Shin-in, ông chủ của Oasis, đã không may gặp nạn. Được biết, trong cuộc họp báo hôm nay, Park Shin-in đã bán hệ điều hành Oasis 2.0 cho ngài Takeshi Mori, doanh nhân IT nổi tiếng châu Á. Ngài Mori cũng bày tỏ sự nuối tiếc sâu sắc đối với chuyện này, đồng thời xem tính an toàn của hệ thống Oasis là nguyên tắc và tiêu chí hàng đầu. Phiên bản mới sẽ sớm được ra mắt và sử dụng miễn phí. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Hôm nay tôi mới biết được cái chết thật quá đột ngột. Chúng ta nên nói tạm biệt rồi. Cái chết của Park Shin-in không phải là ngẫu nhiên. Tình hình tiếp đến sẽ rất nguy hiểm. Anh nên rời đi.
Vậy còn anh và Tô Nghi, tôi đã bảo cô ấy sắp xếp chuyến bay cho anh. Dọn dẹp đồ đạc đi. Mới đó mà đã đi rồi sao? Cộng sự tốt thì không thể tách ra sớm như vậy được. Nhiệm vụ của cậu vẫn chưa kết thúc. Tôi cần cậu giết một mã backdoor cho Oasis trong vòng 12 tiếng. Anh muốn giám sát người dùng ăn cắp thông tin cá nhân sao? Chúng tôi không có đủ thời gian, không làm được. Thời gian càng gấp thì tù lao càng cao. Tôi nhớ anh đã từng nói thế. Lần này giá cao hơn nữa tôi cũng không làm. Xin hãy làm giúp tôi. Vậy cái giá này có đáng không? Nhẫn của Tô Nghi. Kaylia, đây là SB2201. SB2201, đây là Kaylia. Xin nghe rõ trả lời. SB2201 chuẩn bị cất cánh. SB2201 có thể cất cánh. Chúc chuyến bay vui vẻ. Thứ mà anh muốn. Việc anh yêu cầu chúng tôi đã hoàn thành. Chương trình của chúng tôi không thể bị phát hiện. Giờ hãy thả cô ấy ra. Tô Nghi đâu? Tô Nghi. Xử lý bọn họ. Đến đây. Lại đây. Lối ra, lối ra. Đón lấy. Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Đến đây đi.
Tô Nghi, Kiều Phi, lối ra bên này. Xe của tôi, xe của tôi. Tô Nghi, có cần đến bệnh viện khám không? Không sao, bớt nói nhảm đi. Hệ điều hành Oasis cần được cập nhật, đồng ý cập nhật. Hệ thống đang được cập nhật. Mọi người đã tải phiên bản chứa virus. Chúng ta phải làm sao đây? Anh đã lái chiếc Gulfstream 6 bao giờ chưa? Thử nhé. Vậy là anh sẽ lái thử nó với hệ điều hành Oasis mới. Tô Nghi, lát nữa sau khi cắt đuôi được họ, em hãy đi trước đi. Đi đâu? Đi đâu cũng được. Chỉ cần không phải đi cùng anh. Anh đùa cái gì vậy? Hào Minh, anh cũng đi đi. Anh điên rồi. Anh hãy mau liên lạc với cảnh sát Chu, bảo ông ta sắp xếp cho hai người rời khỏi Kuala Lumpur. Anh biết rồi à? Nhiệm vụ mã số KL925, Kiều Phi thuộc KL EC3, báo cáo sĩ quan Rốt vô hôm. Oasis 2.0 chứa virus đã được đăng tải. Chúng tôi đang cố tìm ra Takashi. Yêu cầu chi viện ngay lập tức. Sốt cuộc anh là ai vậy? Tôi làm việc cho tổ chức hình sự châu Âu EC3, chuyên phụ trách tội phạm mạng. Lần này tiếp cận với Takashi Mori là để tìm ra lai lịch nguồn tiền và mục đích thực sự của hắn. Vậy người mà cảnh sát Chu nói là anh sao? Bây giờ chúng ta đi đâu? Trước tiên quay về tổng bộ của Oasis. Chúng ta cần hệ thống sạch ban đầu. Có một vệ tinh 3D là Geostar Insat ở Sri Lanka. Báo cáo trung tâm điều khiển Kalia, HB2201 mất tín hiệu trên màn hình radar. Máy bay của chúng ta sẽ tiến vào phạm vi của nó trong 15 phút nữa. Trước lúc đó, tôi sẽ đánh tráo ghi chép vệ tinh trong 40 phút tới. Và sẽ không có ai biết chiếc máy bay ở đâu, ngoài trừ tôi. Nghĩa là từ lúc bắt đầu mọi việc đều là giả, đúng không? Xin lỗi em. Xuống xe. Tiểu Nghi, các người cút đi cho tôi. Tôi có tin nhắn cho tổng bộ. 4 CEO đang ở trong tay tôi.
Khi máy bay hạ cánh, tôi sẽ cho người giam giữ họ. Sự trắng mặt của họ sẽ náo loạn cuộc họp ở Zurich. Như thế chúng ta sẽ khống chế được sự sụt giá của đồng euro. Chúng ta đã đi chệch đường bay. Cần phải liên lạc với trung tâm hàng không ngay lập tức, tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Mau đến đây, chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra? Kiểm tra xem. Gọi tổng bộ. Tổng bộ, đường truyền tín hiệu xảy ra vấn đề. Đến đây xem đi. Người dùng ở những điểm này đều đã nâng cấp lên bản 2.0 có chứa virus. Anh có thể chiến một chương trình theo dõi với dữ liệu của Oasis sạch ban đầu để theo dõi hướng truyền gửi thông tin của tất cả người dùng. Khi đó ta có thể tìm thấy Takashi. Để tôi thử. Tìm thấy rồi. Hắn ở một trong 10 vị trí này. Khoan đã. Những máy chủ này đều không phải thiết bị cuối, là trạm trung chuyển. Tôi sẽ làm giả một email, anh hãy gửi cho hắn thông qua trạm trung chuyển. Tiếp tục theo dõi hắn, đừng để hắn phát hiện. Việc này cần phải bí mật giao dịch, không được để Mori phát hiện. Tìm thấy rồi. Lập tức vào hệ thống ngăn người dùng cập nhật. Sếp, đã lần ra vị trí của Takashi. Vị trí là M3092233, M1014259. Chúng tôi cần chi viện ngay lập tức. Xin hãy liên lạc với cảnh sát địa phương ngay. Mã Lệ, tôi cần cô đến đây ngay bây giờ. Chúng ta đã mất liên lạc với trung tâm. Tôi không thể định vị sân bay hạ cánh. Chuyển sang 121.25 MHz. Thử gọi cuộc gọi khẩn cấp. Khởi động lại thiết bị định vị đường bay và bản đồ bay. Hãy tranh thủ thời gian. Takashi vừa xóa lịch sử của một chuyến bay chuyển tiếp. Cướp máy bay. Lịch sử chuyến bay chuyển tiếp bị xóa là chuyên cơ của chủ tịch AT. Trên máy bay có CEO của 4 công ty đa quốc gia. Đây mới là mục đích thực sự của hắn. Lúc nãy tôi hoàn toàn không tra được đường bay, thậm chí cũng không vào được Oasis. Tất cả thiết bị cuối ảo ở đây đều bị điều khiển bởi hệ thống chính. Chắc hẳn Takashi đã lấy đi khối điều khiển thật. Thiết bị di động. Hắn đã mang theo hệ thống chủ bằng thiết bị di động. Chúng ta phải mau chóng tìm ra hắn. Không, không, không. Get down here! Yeah!
Đuổi theo, đuổi theo. Lên xe, mau lên. Chết tiệt. Có nước không? Lùi lại, lùi lại. Tay em không sao chứ? Tìm thấy Takeshi rồi. Hắn đã rời đi. Tổng bộ, tôi tin Takeshi bắt cóc bốn vị CEO. Mục đích thật sự là để khiến đồng euro sụt giá. Bên trái, tông hắn. Bọn mày chết chắc rồi, cúi đầu. Thắng lại. Xe của Takeshi đang ở bên trái, rẽ trái. Đó là đường một chiều, vào đi. Rẽ phải. Hắn ở bên đó. Tổng bộ, chúng tôi đã đuổi kịp Takeshi. Xin địa phương gửi chi viện ngay lập tức. Hãy nghĩ cách gì đó đi. Đột nhập vào xe của hắn ta. Được rồi. Xe mất điều khiển rồi.
Tô Nghi. Tô Nghi, mau gọi xe cứu thương. Hít thở sâu. Hít thở sâu. Kỳ nghỉ mà chúng ta hẹn với nhau. Tô Nghi, hít thở sâu. Không thực hiện được. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Tôi biết một con đường tắt, theo tôi. Nhảy. Mau nghĩ cách cho tàu dừng lại. Chúng ta chỉ còn đủ nguyên liệu cho 30 phút. Lùi lại. Nếu không hai người đều phải chết. Đưa điện thoại cho tôi. Tôi dám chắc một trong hai sẽ chết. Anh chỉ còn một viên đạn. Cậu nói đúng. Nhưng cậu ở gần tôi hơn. Cậu ở trong tầm ngắm của tôi. Điện thoại. Phải thay đổi đường bay. Phải nhận diện khuôn mặt. Từ chối truy cập. Thiết bị sẽ tự hủy nếu truy cập sai lần nữa. Không phải mặt của hắn. Khoan đã. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta rồi.
Hắn từng nói mình là người trẻ mặt nạ. Chào mừng quay trở lại, ngài Bori. Đảo quỷ bỏ điều khiển chuyến bay. Nhìn kìa, báo cáo, trung tâm điều khiển Kaylee HB2201 đã xuất hiện trở lại. Tôi tìm thấy rồi. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Tin tức mới nhất từ phóng viên hiện trường. Hiện tại, Cục An ninh mạng Malaysia mở cuộc họp báo khẩn cấp, tuyên bố rằng Kuala Lumpur đã giải trừ cảnh báo đỏ. Được biết, kẻ tình nghi của sự việc lần này là Takashi Mori, CEO của tập đoàn Oasis đã bị bắn chết. Cảnh sát đã thành công giải cứu CEO của 4 công ty đa quốc gia trên chiếc chuyên cơ bị khống chế. Tổ chức cảnh sát quốc tế EC3 tiếp nhận điều tra sau đó. Ngày 11 tháng này, sau khi nhiều người ở Kuala Lumpur cập nhật phiên bản Oasis 2.0, một sự cố kỹ thuật nghiêm trọng đã xảy ra, khiến cho dịch vụ giao thông công cộng bị ảnh hưởng nặng nề. Tôi vẫn cứ có cảm giác cô ấy chưa chết. Sau khi cô ấy không thể qua bàn trong thế giới này, nên đã quyết định đến một thứ nguyên khác, ở đó tiếp tục hành trình của mình. Tôi chỉ có thể an ủi anh bạn bên cạnh như thế. Nhưng anh ấy vẫn cứ im lặng, với gương mặt vô cảm. Nhưng tôi biết anh ấy cũng nghĩ giống tôi. Đi thôi, đi làm một ly. Hãy
能看到放松的笑容，依靠在你温柔的胸。